Thiên Nga và Bồ Câu Trắng. Ngày xưa, Thiên Nga và Bồ Câu là đôi bạn rất thân. Chúng luôn tự hào và nói với các loài chim rằng trên đời này chỉ có chúng tôi là đẹp nhất trần gian. Vì luôn nghĩ mình đẹp nhất nên Thiên Nga và Bồ Câu luôn đi chung với nhau và không bao giờ chơi với các loài chim khác. Vào ngày đẹp trời, trên một cánh đồng nọ, Thiên Nga và Bồ Câu vừa ăn hạt thóc vừa đùa giỡn với nhau. Bỗng trên trời có một con quạ đen bay tới và nói: "Này hai người, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có sắc đẹp là trên hết, mà hãy nhớ rằng chỉ có tình bạn và tấm lòng luôn giúp đỡ người khác mới là tất cả thôi." Nói xong quạ bay đi mất. Khi quạ vừa bay mất thì trên trời mây đen kéo tới và một cơn mưa bất ngờ ập xuống làm ngập cả cánh đồng. Trong khi các loài chim khác tìm cách trú ẩn thì Thiên Nga và Bồ Câu mãi mê đùa giỡn và ăn quá nhiều thóc nên đôi cánh của chúng không thể bay được và chúng cũng không thể lội qua được cánh đồng. Một lát sau, cơn mưa dứt hẳn, bầu trời cũng trở lại trong xanh, muôn loài chim hót líu lo và tung cánh lượn ngang qua cánh đồng nhằm chọc tức Thiên Nga và Bồ Câu khi chúng đang tìm cách để thoát ra khỏi cánh đồng bị ngập nước. Lúc này, quạ đen bay tới mắng chúng rằng: "Ta nói đâu có sai đâu, trên đời này chỉ có tình thương mà thôi. Nếu hai người không khinh thường chúng ta thì bây giờ các ngươi đã được giúp đỡ rồi." Mắng xong, quạ đen vừa chỉ lên bầu trời và nói: "Các ngươi hãy nhìn xem, bầu trời sắp mưa nữa rồi. Lần này các ngươi chỉ có chết mà thôi." Nghe quạ nói, Thiên Nga và Bồ Câu sợ quá liền la lớn lên: "Xin các bạn hãy cứu giúp chúng tôi. Chúng tôi xin hứa từ nay sẽ là bạn tốt và luôn luôn giúp đỡ các bạn." Sau khi nghe lời ăn năn hối cải của Thiên Nga và Bồ Câu thì tất cả các loài chim đều giúp chúng thoát ra khỏi cánh đồng. Từ đó về sau, các loài chim sống rất đoàn kết, luôn cứu giúp và chia sẻ với nhau. Còn Thiên Nga và Bồ Câu không còn khinh khi và ỷ lại như lúc trước. Chúng sống hòa mình với các loài chim và luôn giúp đỡ đồng loại của mình mỗi khi gặp hoạn nạn.